Thế mà có người nói với em ấy, hôm nay nhìn thấy anh đi ăn với người yêu cũ đấy. Em nguyện sẽ mãi ở bên cạnh anh. Tất cả tài sản xe cộ, công việc của mày, gia đình tao lấy lại hết. Mày không còn cái gì đâu. Anh Việt anh. Quý anh. Hôm nay anh cũng đi cà phê ạ? Anh đi cà phê. Mình có duyên thật đấy. Em cũng hẹn bạn đi cà phê ở đây. Anh đi có một mình thôi ạ? Anh một mình. Hay là... Ôi, em ở đây. Lâu lắm không gặp. Nhìn em khác thật đấy. Thế là khác như thế nào ạ? Nhìn em xinh hơn, quyến rũ hơn. Nói chung là rực rỡ hơn. Thế anh có thấy tiếc khi ngày xưa đã bỏ em để đi lấy vợ giàu hơn không ạ? Câu chuyện đấy cũng đã cũ rồi mà. Em nói ra là anh buồn. Em đùa đấy. Chuyện cũng qua lâu rồi. Em cũng không nghĩ ngợi gì nữa đâu. Dạo này công việc của em thế nào? Và em lấy chồng chưa? Chồng ý ạ? Em còn chưa có người yêu nữa. Em còn đang sợ ấy đây này. Một người xinh đẹp giỏi giang nha. Có phải là em kén quá đúng không? Em có kén gì đâu ạ? Chỉ tại em vẫn đang chờ đợi một người thôi ạ. Vợ, sao vợ chưa ngủ? Không ở kia với con, ngồi đây làm gì? Anh đi đâu mà bây giờ mới về? Anh đi làm đấy. Hôm nay công ty tăng ca mà em. Công ty anh tăng ca á? Công ty anh tăng ca tại sao em không biết? Cái này là anh tự tăng ca thôi. Bởi vì anh thấy là số lượng công việc là chưa xong. Nên là anh ở lại làm nốt. Thế mà có người nói với em ấy, hôm nay nhìn thấy anh đi ăn với người yêu cũ đấy. Ai độc mồm độc miệng thế nhỉ? Tại sao lại muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng mình chứ? Em đưa anh ngay xuống lại đây. Anh chửi nó một trận. Thôi được rồi. Nhưng mà chuyện có như thế thật không? Không làm những chuyện đấy. Anh thề đấy là anh chỉ có yêu mình vợ thôi. Anh không có làm việc gì trái lương tâm, trái với đạo lý. Anh yêu vợ mà. Đúng không nào? Anh rất là thương vợ nhá. Thế sao dạo này anh lạnh nhạt với em đấy? Không phải là lạnh nhạt, mà là anh nghĩ cho vợ, anh thương vợ, anh lo cho vợ. Bởi vì là vợ mới sinh em bé mà, đúng không? Thế nên là khi nào mà sức khỏe vợ ổn định thì vợ chồng ta lại sinh hoạt bình thường. Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa. Ở công ty chồng đã đủ áp lực rồi. Đừng để nhau phải suy nghĩ nữa. Anh đi tắm nhá. Thôi không nghĩ gì nữa nhá. Anh này. Bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên được anh ấy. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà em cũng hận anh nữa. Tại vì năm đấy anh đã bỏ em để chạy theo người ta ấy. Anh thực sự xin lỗi. Lúc ấy anh thực sự là ngu ngốc khi mà đã bỏ rơi em. Chỉ cần anh không bỏ rơi em một lần nào nữa thì em nguyện sẽ mãi ở bên cạnh anh. Không được. Nhưng mà hiện tại anh đã có vợ và con rồi. Điều ấy sẽ khiến em thiệt thòi đây. Em không cần một danh phận nào cả. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi là em đã thấy hạnh phúc rồi. Anh cảm ơn em. Anh thề từ giờ anh sẽ không để em thiệt thòi nữa. Anh hứa đấy. Mày dám làm bố chị gái tao à? Thôi em đừng đánh nữa. Mẹ, vợ,
Sao mọi người ở đây? Ui, con ơi là con, sao mày ngu ngốc thế hả con? Vợ mày thì vừa mới sinh em bé, vậy mà mày đi ngủ với người yêu cũ để nó chụp ảnh nó gửi cho cả vợ mày cả cho tao. Nó gửi cả địa chỉ mày đang ở đây để vợ mày đến. Trời ơi, ngay từ đầu tao đã không ưa nó từ ngày xưa rồi. Cái loại đàn bà gian xảo ấy, vậy mà mày nỡ lòng nào mày để cho nó lừa, để mày lao đầu vào nó. Tại sao tao sinh ra cái thằng con ngu ngốc như mày hả con? Không thể thế được. Sao lại như vậy? Chuyện này như thế nào? Mày còn hỏi như thế nào à? Mày xem đi. Con người yêu cũ của mày, nó đang ảnh chúng mày ngủ với nhau lên mạng. Rồi bây giờ tất cả mọi người biết cái chuyện tốt đẹp mà mày làm ra đấy. Tôi yêu thương anh thật lòng. Cho anh một công việc tốt, sinh cho anh một đứa con bụ bẫm. Để bây giờ anh phản bội tôi, anh chê tôi già nua xấu xí bẩn thỉu, để anh chạy theo tình cũ của anh. Anh có còn là con người nữa không ạ? Chị không cần phải nói nhiều đâu. Cái loại như thế này ấy, tốt nhất là mày về mày ly hôn với chị tao đi. Tất cả tài sản xe cộ, công việc của mày, gia đình tao lấy lại hết. Mày không còn cái gì đâu. Con bà, bà dạy lại con bà đi. Về thôi chị. Ôi con ơi là con, mất hết cả rồi. Sao mày ngu ngốc quá con ơi, nhục nhã quá. Cái con người yêu cũ của mày nó là con yêu tinh thần nữ. Nó chủ mưu để phá hoại hạnh phúc gia đình mày mà mày không nhận ra hả con? Thôi, mẹ để con yên. Mẹ để bình tĩnh lại này. Con kia ấy, nó lừa con. Nếu mà con không bập vào ấy, thì làm sao nó lừa con? Điều quan trọng nhất bây giờ ấy là để vợ con không bỏ con kia kìa. Trời ơi! Ôi, mày ngu quá! Bây giờ nó mà bỏ mày mất tất cả thì chỉ có ra ngoài đường sống thôi con ạ! À.